Thưa quý vị, ASEAN kêu gọi thúc đẩy đàm phán về Biển Đông. Lãnh đạo các quốc gia tham dự hội nghị cấp cao ASEAN 36 ở Hà Nội hôm 26 tháng 6 đã thảo luận về các vấn đề tình hình Biển Đông, kêu gọi các bên tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, đồng thời thúc đẩy việc đàm phán bộ quy tắc về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC. Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh trong khu vực giữa đại dịch COVID-19, nhưng không nêu tên cụ thể Biển Đông hay bất cứ nước nào. Ông Phúc kêu gọi các bên đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đẩy mạnh hợp tác xây dựng lòng tin, sử dụng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, thực hiện DOC và hướng tới COC phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc vào năm 1982. Do tình hình dịch bệnh, việc đàm phán COC giữa Trung Cộng và ASEAN trong năm nay đã bị hoãn lại.